Đan tiểu muội bị đánh nên về nhà mẹ, nhà chồng chạy đến cửa đòi viết hưu thư. Bà Đan đổi khách thành chủ, thay em gái bỏ người chồng này. Em gái, trước tiên em đừng lo lắng, chị dâu nhất định sẽ làm chủ cho em. Vợ à, chúng ta mau đến nhà họ Giang thôi. Ông cầm cuốc làm gì thế? Đi giết người à? Giết người thì có lợi gì cho em gái cơ chứ? Vợ à, vậy bà nói xem chúng ta nên làm thế nào? Tiểu muội, chị dâu hỏi em rốt cuộc còn muốn qua lại với tiểu tử đó không? Chị dâu, cho dù chết em cũng không muốn qua lại với anh ta nữa. Vậy thì em hãy nghe lời chị, kể từ bây giờ đừng đi đâu cả, cứ ở lại nhà họ Đàm này thôi. Chị dâu, thế này có vẻ không được lắm. Tiểu muội, cho dù em có gả tới bất cứ đâu thì nhà họ Đàm này vẫn luôn là nhà của em, anh của em và chị luôn ở đây, có liều cái mạng này cũng sẽ thay em che mưa chắn gió. Đàm tiểu muội nghe vậy thì nước mắt hai hàng. Cô vốn dĩ không hề muốn gây rắc rối cho anh trai và chị dâu, nhưng cô đã thật sự không chịu nổi nữa rồi. Suy cho cùng, cô chỉ có họ là người thân mà thôi. Em đừng lo, cứ sống ở đây đi, chị sẽ nghĩ cách để các em ly hôn. Vâng, thưa chị. Cả nhà vừa ăn cơm, vừa bắt đầu nói về chuyện nhà cửa. Cha tụi nhỏ, hôm nay tôi bán dưa muối kiếm được 100 xu lận đấy. Mẹ tụi nhỏ, tính ra, tiền chúng ta kiếm được đã đủ trả tiền xây nhà cho nhà lão Vu rồi. Đủ rồi, nhưng lại còn thiếu một ít gỗ. Không phải ông Trần đã nói là sẽ cho chúng ta một ít cây sao? Cha tụi nhỏ à, ông nhìn dáng vẻ của bà Trần nhà đó, đống cây đó ông nghĩ ông nhận được không? Đúng vậy, đúng vậy. Anh ơi, anh nói xem số cây ở sân sau nhà chúng ta, sao lại không mọc được một cây nào? Nếu có thể mọc một vài cây thì tốt rồi. Tiểu thất nguyệt của chúng ta thấy có đúng không nào? Tiểu thất nguyệt dường như hiểu được, nhíu mắt cười. Cha, mẹ, không phải là lần trước chúng ta đi lên núi tìm được vài cái cây to ư? Đợi ngày mai chúng ta lên xem thử, rồi nghĩ cách chặt chúng xuống đây. Ngày mai rồi hẵng nói. Mới sáng sớm ngày thứ hai, cha ơi, lại có chuyện gì nữa thế? Nhiều khúc gỗ bỗng xuất hiện ở sân sau nhà mình đấy à? Cái gì mà cây với chẳng gỗ? Ông Đàm nhìn theo hướng mà cậu chỉ, thấy phía sau chuồng gà của Thực có vài cây gỗ khô. Hả? Sao lại có nhiều gỗ ở đây thế này? Mau đi xem. Anh trai, chị dâu à, em lại cảm thấy đây chính là điều may mắn mà Tiểu Thất Nguyệt đã mang đến cho chúng ta. Hai người xem, không phải tối qua em nói với Tiểu Thất Nguyệt là sẽ thật tuyệt nếu sân sau nhà mình có cây gỗ sao? Không phải vừa sáng ra nó đã thành hiện thực rồi sao? Tiểu muội à, đây là chuyện vô căn cứ, trên đời này làm gì có chuyện như thế xảy ra được. Được rồi, em gái, em bế Tiểu Thất Nguyệt vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Vâng, thưa chị dâu. Đàm tiểu muội quay người bế Tiểu Thất Nguyệt vào nhà. Ông Đàm nhìn theo bóng lưng của em gái và Tiểu Thất Nguyệt, càng ngày càng thấy lời của em gái nói cũng có lý. Mẹ tụi nhỏ à, bà có cảm thấy từ sau khi chúng ta nuôi Tiểu Thất Nguyệt, gia đình chúng ta thật sự đã khác đi rồi không? Cha tụi nhỏ à, tôi biết ông Đàm nghĩ gì, nhưng điều này quá khó tin. Tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Tiểu Đàm à, là ai vậy? Là tôi đây. Ông Trần, không phải số cây này là ông mang vào đây chứ? Đúng thế, tôi trộm gà của nhà cậu. Đương nhiên tôi sẽ giữ lời hứa mang tặng nhà cậu số cây này. Số cây này thực sự là ông mang đến ư? Sáng nay tôi đã sai người đi chặt, sau khi chặt xong thì chuyển nó đến sân nhà cậu. Chuyện này sao có thể được chứ? Tôi tuyệt đối sẽ không nhận số cây này. Tiểu Đàm, tôi biết cậu kiêng kỵ vợ và con trai cả nhà tôi. Cậu yên tâm, tôi đã quyết định cho cậu rồi, thì tất nhiên là của cậu. Họ có làm ầm lên cũng không ích gì. Ông Trần, như thế này không tốt lắm thì phải. Hơn nữa, đứa con bất hiếu của tôi đã cùng với vợ của nó đi mất rồi, nó có muốn quản cũng không thể được. Mẹ tụi nhỏ à, bà nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhưng cái cây này khó khăn lắm mới được chuyển vào đây, nếu lại từ chối sẽ làm mất lòng ông Trần đây. Không thì chúng ta cứ nhận nó đã nhé. Vậy được, đều nghe bà. Ông Trần à, vậy chúng tôi nhận số cây này trước, nhưng mà vô công thì bất hưởng lộc, ông phải nhận lấy vài con gà của chúng tôi mới được, lúc đó chúng tôi mới yên tâm nhận đồ của ông. Vậy được, tôi sẽ nhận lấy. Vậy là đã có gỗ, thợ xây cũng có rồi, củi, gạo, dầu, muối đều chuẩn bị đủ cả. Chúng tôi đang chuẩn bị xây nhà, nhưng đúng lúc này gia đình nhà chồng của Đàm tiểu muội lại tới cửa. Chị dâu nhà nó ơi, em gái cô có phải đã về rồi không? Đúng vậy, nó quay về rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây để đưa cô ấy về nhà. Các người đến thật đúng lúc. Tôi đang muốn hỏi các người tại sao lại đánh em gái tôi đây. Em gái chúng tôi mang một thân thương tích về nhà. Chuyện này các người phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi. Chuyện của nhà tôi hình như không đến lượt cô quản thì phải. Nhà thông gia à, cô nói vậy là hơi nặng lời rồi. Chúng tôi làm sao nợ đánh cô ấy? Cô ấy bị thương như thế là do cô ấy tự mình làm đấy. Thấy con trai của tôi muốn lấy vợ lẽ, vừa khóc vừa quầy ném hết đồ đạc đi, không cẩn thận nên tự làm mình bị thương thôi. Thấy họ mở to mắt nói dối như thế, ông Đàm tức không chịu được nữa, vội vã xông ra ngoài. Nói láo, năm ngón tay rõ rành rành như thế, chẳng lẽ là nó tự mình ngã ra được như thế sao? Nếu nhà các người không thích em gái tôi, vậy thì để em ấy về đây, trực tiếp hòa ly là được. Đánh người như thế còn thành ra cái thứ gì nữa chứ? Bà Giang nghe đến câu này, liền lập tức thu lại nụ cười, lộ ra bản mặt thật. Gọi các người một tiếng thông gia đã là nhịn các người lắm rồi. Không ngờ rằng không những em gái không hiểu phép tắc, mà cả gia đình các người đều không hiểu phép tắc như thế. Em gái nhà các người gả được vào nhà tôi đã là treo cao rồi. Một năm qua chỉ biết ăn, cũng chưa thấy nó đẻ được đứa con nào. Nếu hai đứa nó thật sự muốn ly hôn, cũng không đến lượt các người nói, phải là chúng tôi đến đưa hưu thư mới đúng. Mẹ đừng nói nhiều với họ nữa, nhanh bảo người phụ nữ chết dẫm đó quay về. Lợn ở nhà cần người cho ăn, nhà cần người dọn, cơm cần người nấu nữa, đất cũng cần cày cuốc. Ngay khi những lời này thốt ra, ông Đàm càng tức giận hơn. Có vẻ như nhà họ Giang không phải vì hối hận mới tìm đến đây, mà là vì thiếu đi một người hầu trong nhà. Các người nếu đã coi thường nhà chúng tôi như thế, vậy chúng tôi cũng không để nhà các người vào trong mắt. Ly hôn đi, ly hôn ngay cho tôi. Tôi nói rồi, không thể ly hôn, chỉ có thể bỏ vợ.
Bà đám tức giận khôn nguôi. Bà ta thật vô liêm sỉ mà. Bà ra lòng dạ rắn độc này. Một đứa con dâu ngoan ngoãn gả vào nhà bà, giờ lại thành người không ra người quỷ không ra quỷ quay về đây. Vậy mà còn có mặt mũi tới đây nói chuyện bỏ vợ. Hôm nay chúng tôi không nói chuyện ly hôn với nhà bà nữa, trực tiếp bỏ đi. Nhưng không phải là con trai bà bỏ em gái nhà chúng tôi, mà là em gái nhà chúng tôi bỏ thằng đàn ông vô dụng đứng bên cạnh bà đó. Cậu cả nhà họ Giang nhặt đá muốn ném bà Đàm. Không ngờ hòn đá lại đập thẳng vào mẹ cậu ta. Bà Giang biết được mình bị bệnh nặng, tức giận ngất đi. Không có con gà mái nào không biết đẻ trứng, chỉ có con gà trống chết dẫm thôi. Hôm nay em gái nhà tôi muốn bỏ cái thằng đàn ông vô dụng đứng cạnh bà này. Con đàn bà này nói cái gì cơ? Cô nói ai vô dụng đấy? Mẹ, mẹ đừng phí lời với bọn họ làm gì. Trực tiếp đưa người phụ nữ đó về, về nhà dạy cho cô ta một bài học. Nhà họ Đàm kia, tôi nói cho các người biết, em gái nhà các người đã gả cho nhà chúng tôi, chỉ cần còn một ngày chưa ly hôn thì cô ta vẫn là người của nhà chúng tôi, nhất định phải theo chúng tôi quay về. Hôm nay cho dù ông trời đến đây, cô ấy cũng không về cùng nhà các người. Bà Đàm quay vào nhà gọi to. Tam Nguyên. Đàm Tam Nguyên nghe tiếng gọi liền chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy mẹ? Đi đi, viết hộ cô con một bức hưu thư. Hưu thư? Đúng vậy, hôm nay cô của con muốn bỏ chồng. Vâng, thưa mẹ, nếu con không biết viết thế nào, vậy bảo đại ca của con dạy cho. Đại ca của con đã từng hóng chuyện người ta bỏ chồng, hãy để nó dạy con. Vâng à, con đi viết ngay đây. Nếu hôm nay các người dám bỏ chồng, chúng tôi sẽ đến nói với từng nhà trong làng các người, nói đứa con gái nhà họ Đàm các người là một con gà mái giả không đẻ được trứng, để xem ai là người mất mặt hơn. Con nói cô ta là một người đàn bà lăng nhăng, muốn ly hôn với con trai nhà chúng tôi là vì muốn sống với gã đàn ông khác. Bà ta vừa nói xong, chỉ nghe bốc một tiếng, bà Đàm đã thẳng tay tát vào mặt bà ta một cái. Bà dám đánh tôi ư? Sao bà dám đánh mẹ tôi? Lão đại nhà họ Giang không biết phát điên cái gì, quay đầu nhặt một hòn đá phía sau lưng ném tới bà Đàm. Anh, bà Giang nhắm mắt ngã xuống đất. Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi. Ông Đàm và bà Đàm bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Là các người đã hại mẹ tôi phải lên huyện kiện các người mới được. Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Tôi rõ ràng đã thấy cậu là người đã ném đá trúng đầu của mẹ mình. Sao cậu dám mặt dày lật lọng như thế hả? Không chỉ có ông Trần, mấy người qua đường cũng nhìn thấy. Đúng thế, rõ ràng là cậu tự đánh mẹ mình. Nhà họ Giang này, con nói cái gì mà là gia đình tú tài có truyền thống nho giáo? Không phải vẫn là một người đàn bà đánh đá với một thằng con trai khốn nạn đó sao? Con trai cả nhà họ Giang thấy một mình không cãi lại được, liền không gây náo loạn nữa, mà đỡ mẹ đi tìm đại phu. Chị dâu, hôm nay thực sự cảm ơn chị. Tiểu muội, không phải chị đã nói với em rồi sao? Sau này gặp phải loại người này đừng có khóc lóc làm gì. Có một số người thích mềm nhưng lại sợ cứng. Em cứ nhẫn nhịn thì họ sẽ luôn bắt nạt em thôi. Em phải mạnh mẽ lên. Chị dâu, em biết rồi ạ. Mẹ ơi, con viết xong hưu thư rồi. Bà Đàm cầm hưu thư trên tay, đọc từ đầu tới cuối một lượt. Không tệ, Tam Nguyên viết rất tốt. Em giữ cái này đi, đến lúc đó bảo tiểu tử thừa đó ký vào. Vâng, chị dâu. Ây dô, đúng là muốn cái mạng già này của lão nương mà. Đại phu, xin ông cứu tôi với. Lý đại phu là người sáng suốt, biết rằng người nhà này không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu mà tiếp tục di chuyển nữa, đến lúc máu chảy hết ra ngoài thì tôi cũng không giữ được cái mạng này của bà đâu. Bà Giang nghe thấy thế, đành nhịn đau để Lý đại phu băng bó vết thương. Mẹ, hôm nay đúng là gặp chúng quỷ, rõ ràng là con ném đá vào họ. Sao lại bay qua bên phía mẹ được? Quỷ cái gì mà quỷ, có mà trong lòng con có quỷ thì có. Nếu không thì mẹ có bị thương ra thế này không? Mẹ ơi, con sẽ không bao giờ dám. Giang phu nhân có từng mắc bệnh khác không? Ông làm đại phu mà sao lại nói như thế? Sức khỏe của tôi rất tốt, có vấn đề gì được chứ? Thế thì không đúng rồi, có gì đó không đúng. Nhìn sắc mặt và mạch tượng của bà thì có vẻ đã bị bệnh một thời gian dài rồi đấy. Cái gì? Sức khỏe tôi trước giờ vẫn rất tốt, một số bệnh bình thường không biểu hiện ra, nhưng một khi đã phát bệnh thì sẽ mất mạng ngay. Nếu bà không tin thì thôi vậy. Còn chưa đợi bà Giang phản ứng lại, máu mũi liền trào ra. Này, đại phu, chuyện gì đang xảy ra với mẹ tôi vậy? Bệnh của mẹ cậu đã nghiêm trọng lắm rồi. Em rằng tôi chỉ là một đại phu quen, không thể chữa cho mẹ cậu. Các người vẫn là nên lên trên huyện đi. Bà Giang hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất bất động. Mẹ, không sao đâu, chỉ bị chảy máu mũi thôi mà, không chết được đâu. Bà Giang nhắm mắt lại, trực tiếp ngất đi. Em gái, ngươi và đồ đạc để xây nhà đều đã mang đến rồi. Nếu em có yêu cầu gì thì cứ nói với chị nhé. Chị Vu, mọi người vất vả rồi. Đều là chị em thân thiết, không cần khách sáo. Xây nhà là một chuyện vui, những người thân thiết đều ào tới giúp đỡ, vô cùng nhiệt tình. Trời gần tối, Đàm Nhị Tiền mới lên huyện cách đây không lâu, đã quay về. Ông Đàm sửng sốt, Nhị Tiền, sao con lại quay về rồi? Không phải con bị đuổi về đấy chứ? Cha, cha nói cái gì vậy? Làm sao con có thể bị đuổi về được chứ? Hôm nay con về là có một chuyện đại sự muốn nói với mọi người. Chuyện lớn gì thế? Mẹ, con mang dưa muối và gà ủ muối bán ở cửa hàng. Mới 2 ngày mà đã bán hết rồi. Hôm nay còn có rất nhiều người đến đòi mua tiếp. Ông chủ Bạch bảo con về nói với mẹ, bảo mẹ làm thêm một ít dưa muối, dành nhau mua ư? Tay nghề này của mẹ mà vẫn có người dành nhau mua ư? Ai nói tay nghề của bà giờ nào? Tay nghề của vợ tôi là tốt nhất ở đây đấy. Chỉ có ông là nói thế thôi. Đúng rồi, các con bán ở trên huyện, bao nhiêu xu một hũ thế? 15 xu ạ.
Ngoan quá, ở đây mẹ chỉ bán 10 xu thôi. Ông chủ Bạch còn nói con bán thế là rẻ rồi, phải bán 20 xu mới đúng. Cha tụi nhỏ, có nghe thấy chưa? Nó nói là có thể bán 20 xu đấy. 20 xu thì đã là gì? Tôi nói dưa muối của bà phải đáng giá 20 lượng bạc cơ. Chỉ biết nói vớ vẩn. Cha mẹ ơi, đây là tiền bán dưa muối lần này, cha mẹ cầm lấy đi. Tổng cộng là 800 xu. Cái gì? Nhiều thế ư? Tổng cộng bán được hơn 700 xu. Ông chủ Bạch nghe nói chúng ta sắp xây nhà, thế nên đã tặng chúng ta thêm một ít, vừa đủ 800 xu. Tiểu tử nhà con làm sao lại để ông chủ Bạch cho thêm tiền thế? Thôi, người ta cũng chỉ là có ý tốt, hãy giữ nó trước đã. Mau làm thêm một ít dưa muối, ngày mai lại mang cho ông chủ Bạch một ít. Cha nói đúng đấy ạ. Được rồi, chuẩn bị ăn cơm tối thôi. Ngày hôm sau, bà Vu đến để bàn chuyện xây nhà. Nhân tiện đã biết được nỗi bất hạnh của tiểu muội nhà họ Đàm. Chị có một người em họ là phụ tá trong nha môn trên huyện. Để cậu ấy nói giúp vài câu với huyện lệnh Tào. Nếu không được, thì các em chỉ cần báo quan để huyện lệnh đại nhân phán xử. Có em họ của chị ở đó, cậu ấy sẽ giúp các em. Phụ tá ư? Sao em có thể phiền chị thế được? Không phiền, có gì phiền đâu chứ. Em họ của chị rất nhiệt tình. Nếu cậu ấy biết chuyện này, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Vậy cảm ơn chị rất nhiều. Chị Vu, đợi em làm xong dưa muối, sẽ gửi một ít tặng vợ chồng em họ của chị. Em họ của chị vẫn chưa kết hôn. Vợ đâu ra cơ chứ? Nhưng mà nếu có thể tặng luôn cô nương này làm quà, cậu ấy nhất định sẽ rất thích đó. Vậy được, lát nữa em sẽ đi chuẩn bị. Em nói xem một cô nương tốt như thế này, tại sao nhà họ Giang lại không biết trân trọng cơ chứ? Đàn tiểu muội buồn bã cúi đầu. Họ nói em không biết đẻ con. Một đứa trẻ tốt thế này sao lại không sinh được cơ chứ? Đã bao giờ đi khám đại phu chưa? Vẫn chưa, họ nói bệnh này làm mất mặt họ, nên không cho em đi. Họ nói lâu như vậy không có thai thì là do em không thể sinh con. Nói bậy, cả mái sao lại không thể đẻ trứng được? Nhưng con gà trống thì khác. Nếu tinh mắt thì đây có thể là một con gà trống. Nói không chừng đằng sau lại là một con gà thiền đấy. Chỉ biết gáy mà không biết gieo hạt. Chị Vu, ý của chị là làm các em không phải vừa hay có lý đại phu sao? Nghe nói y thuật rất giỏi, bảo em gái nhà em đi khám xem cũng không phải là một việc xấu gì. Chị Vu nói đúng, chị phải về nhà nấu ăn rồi, ở nhà còn có người đợi cơm. Chị về trước nhé, chị đi đường cẩn thận nhé. Đúng rồi, nếu ngày nào đó có người đàn ông họ Liễu tới thì đừng vội đuổi đi, đó là em họ của chị. Em biết rồi, là Liễu phụ tá phải không? Đúng vậy, Liễu phụ tá. Bà Vu quay người rời đi. Tiểu Thất Nguyệt nét trong ngực mẹ nhìn theo, trên mặt là nụ cười đầy ẩn ý.